và trò chơi của chúng ta mang tên là đào bóng tìm trứng. Hợp lý, đúng rồi. Quá đúng luôn. Và nhiệm vụ của các đội trưởng chúng ta sẽ vào đây. Đội màu xanh lá sẽ tìm cái quả trứng màu xanh lá, đội màu xanh dương sẽ tìm quả trứng này, và đội còn lại sẽ tìm quả trứng này, nhớ nghe Liên. Dạ. Và nhiệm vụ của các đội trưởng đó là tìm. Sau khi tìm được, các bạn sẽ đứng trong cái lồng này và ném ra. Nhiệm vụ của các bạn bên ngoài là không được chạm cái chân vào trong cái thảm này. Như vậy sẽ phạm quy. Thời lượng chỉ có 3 phút mà thôi. Chuẩn bị sẵn sàng nào. Rồi, xin mời các bạn bước vào bên trong này. Mời 3 đội trưởng. Hai, một, bắt đầu. Rồi, tìm đi. Trời ơi. Chậm ra ngoài là té đó. Ôi trời đất ơi. Chạy vô. Chạy. Hay quá. Đúng rồi. Cái gì mà nhấn cái đầu người ta? Thôi nhờ. Cải bó lên. Hết vào anh ơi. Anh ngay cái chân phải của anh á. Từ từ nha. Cảm ơn. Đi. Đây. Thế ra coi. Anh sao lưng anh kìa. Cái chỗ này nó không nhẹ á, sao lưng. Đúng rồi. Từ từ. Sạc ơi. Từ thôi. Cái bóng này sao lưng. Gớp. Sau nữa đi được. Không sao. Trời ơi, nhận cái đầu con bé. Nhẹ thôi, đừng có thảy, Trời ơi, tức quá. Ở đâu, nghiêng lên, đúng rồi. Ok, vô. Ok, vô. Rồi. Em lên, chút xe tôi ra đi. Trời ơi. Chút xe tôi ra đi. Động đất rồi. Trời ơi, tàn nhẫn quá. Ok, ba trái rồi kìa. Còn 30 giây. Ôi trời đất ơi, anh ơi, hết bóng xanh rồi. Cố lên. Một trái nữa là được. Trời ơi. Trời ơi, ráng lên. Trời lên, bóng giờ. Chắc xíu. Anh sao lúc kìa. Sau nữa. Anh cái đây sau lưng đó kìa. Con Liên ơi, Liên. Nè. Hết giờ. Mất kiểm soát. Tụi em không kiểm soát được phần thi này nữa quý vị. Dạ, em nói thiệt, bên này hả, nhấn cái đầu con bé này muốn xuống tới đất luôn mà bạn Liên vẫn không chọi vô.
Dạ em xin công bố đội của Thể Hiện. Thể Hiện sau thời gian thể hiện rất nhiều, bạn Lợi đã nhấn đầu bạn Phương muốn sát xuống cái thảm luôn. Nhưng Mai Kim Liên không hề hấn gì, cô ta vẫn thản nhiên chọi bóng ra ngoài. Mà em bị cặn. Và cái số bóng vào trong ly chỉ có được 2 quả. Dạ vâng. Còn số bóng của đội Xu Hướng thì trong đó có một trái Phạm Huy tự bỏ vô vậy đó, không có được tính. Số bóng hợp lệ 2 trái. Dạ vẫn là 2. Đổ rồi. Đây thành tích của Thực Lực. 1, 2, 3 và 4 trái trứng. Dạ rồi, như vậy là chúng ta đã có đôi thắng cuộc là đôi Thực Lực.